Mới đây, cô gái trong bộ ảnh 600.000 đã quyết tâm chụp lại, nhìn thành quả khiến ai cũng bất ngờ. Một studio chụp ảnh đã đăng tải một vài khoảnh khắc trong buổi chụp hình của nữ sinh tên L, chủ nhân bộ ảnh 600.000 gây sốt thời gian qua. Xuất hiện trong clip là hình ảnh nữ sinh L thuê chọn combo trang điểm và chụp ảnh tại studio để tránh mắc phải những sai lầm tương tự. Đáng chú ý, ngay sau đó, chủ nhân studio đã nhá hàng khoảnh khắc được cho là đẹp mê người của nữ sinh trong bộ áo dài trắng thướt tha. Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhận không ít phản hồi. Người quay xe khen ngợi nhan sắc của nữ chính, người lại xỉa xói cho rằng ảnh đã qua chỉnh sửa thì không đánh giá được điều gì cả. Trước đó, trên mạng xã hội đã bàn tán xôn xao trước sự việc thợ chụp ảnh tên Quy đăng đàn tố khách nữ tên L liên tục chê ảnh rồi đòi thợ chụp ảnh phải bồi thường. Sự việc ngay sau khi được chia sẻ lên mạng đã gây không ít những ồn ào. Hầu hết dân tình đều cho rằng cô gái cư xử chưa đúng mực, đặc biệt khi ảnh chụp được cho là không quá tệ. Đáp lại lời công kích từ cộng đồng mạng, phía cô gái mới đây đã chính thức lên tiếng. Người này tự xưng là anh trai của cô gái chia sẻ. Trước tiên, thay mặt em L xin lỗi vì L đã nhỏ tuổi hơn mà ăn nói không đúng chuẩn mực với anh Quy. Nhưng cộng đồng mạng bây giờ càng ngày càng tố xích. Thấy con bé dính drama thì thay nhau chỉ trích con bé khi chỉ nhìn nhận từ một phía. Phải ảnh em xem qua không khác gì ảnh dìm hàng con bé cả. Thợ chụp có tâm nếu thấy mẫu không đẹp hay góc mặt không hợp thì phải biết điều chỉnh mẫu sao cho phù hợp nhất rồi hãng chụp.